Các bạn sẽ cùng đọc thử ba câu ví dụ để xem cái từ lén lút dùng như nào nhé. 他觉得自己再也混不下去了，就偷偷的溜走了。 Anh ấy cảm thấy là bản thân mình không thể nào tiếp tục trà trộn vào được nữa, không thể sống tiếp tục những ngày tiếp theo nữa rồi, cho nên anh ấy phải lén lút để chuồn thôi, lưu dấu là. 他看大家不注意, anh ấy nhìn nhân lúc nhìn thấy mọi người không chú ý là thâu thâu lý khai là nhìn thấy mọi người không chú ý là bắt đầu chuồn luôn, lý khai, thâu thâu lý khai một cách lén lút. 一天他偷偷把 一封信放在了我的书包里. Một ngày thì anh đấy lén lút làm sao đặt một bức thư vào đâu, đặt một bức thư vào trong cái túi, cái ba lô của tôi, 书包里. Thì chúng mình sẽ cùng đi phân biệt xem là an an, treo treo và thâu thâu khác nhau về chỗ nào. Đều dịch ra là kiểu một cách lặng lẽ, một cách âm thầm, một cách lén lút đúng không? Nhưng có sự khác biệt như thế nào? Ý nghĩa của nó sẽ có sự khác nhau. Khi mà an an, treo treo và thâu thâu làm trọng ngữ trong câu, có thể kết hợp hoặc không kết hợp với tợ. Các bạn có thể nói gì ạ? Thâu thâu tợ dấu, thâu thâu tợ lưu dấu, hoặc là gì thâu thâu lưu dấu cũng được, bỏ tợ cũng được. Nếu không dùng tợ thì phía sau thường là gì? Hai âm tiết, từ hai âm tiết. Thường là từ hai âm tiết. Rồi, chúng mình sẽ cùng có câu đầu tiên, đó là gì? An an, an an sẽ nhấn mạnh về gì ạ? Nhấn mạnh về cái tâm lý, về cái nội tâm, trạng thái nội tâm của mình. Ví dụ như tôi cảm thấy kiểu thầm trong tim, cảm thấy rất là vui ấy. Thì khi mà mình cảm thấy thầm trong tim, vui thầm ấy, đó thì mình dùng từ an an về mặt tâm lý. 他安安地感到高兴，因为这次他的考试成绩很好。 Như vậy nói về mặt tâm lý gì ạ? Cô ấy cảm thấy vui, vui thầm trong lòng, bởi vì cái kết quả thi lần này của cô ấy rất là tốt, đúng không? Thế còn cái từ treo treo thì nhấn mạnh về gì? Nhấn mạnh về tiếng động. Các bạn nhớ này, cái từ treo treo cực kỳ quan trọng là nhấn mạnh về tiếng động, không tạo ra tiếng ồn. Ví dụ như kiểu mà mình đi rất là khẽ ấy, kiểu mình đi rất là nhẹ nhàng, mình lặng lẽ, mình đi rất là chậm, mình đi một cách không tạo ra tiếng ồn là gì ạ? 悄悄的你悄悄跟上去, tức là cậu hãy đi theo một cách gọi là một cách âm thầm thôi, đi theo đường, tạo ra tiếng động gì khiến người ta biết. 悄悄的, ví dụ 悄悄的看你, tức là nhìn cậu một cách kiểu lặng lẽ, không hề để cho cậu biết, không tạo ra tiếng động gì cả đó. Thế còn cuối cùng là thâu thâu, thì cái từ này nó sẽ nhấn mạnh sự lén lút này. Các bạn thấy vừa rồi chúng mình có từ thâu thâu tờ dấu là thâu thâu tờ lý khai, vậy là mang tính chất lén lút, và thường nó có thể mang nghĩa xấu, sợ người ta bị phát hiện, đôi khi là kiểu tội lỗi, cảm thấy là kiểu đang làm điều xấu ấy, thâu thâu. Và chúng mình cũng có từ xẻo thâu là gì, là kẻ trộm này đó, kẻ trộm là gì, một cách lén lút mà, xẻo thâu. 他们俩瞒着父母偷偷的谈恋爱. Hai đứa nó làm sao giấu bố mẹ đúng không, và lén lút yêu đó, yêu nhau một cách lén lút đó. Thì các bạn thấy là cái ba cái từ này hoàn toàn khác nhau về mặt ý nghĩa đó. Một cái là về tâm lý nội tâm, một cái là về cái tiếng ồn, tiếng động không được tạo ra tiếng động một cách lặng lẽ, và một cái là về mặt lén lút sợ bị phát hiện. Rồi, sự khác biệt nữa là gì? An an thì chỉ có thể đứng trước động từ. An an chỉ có thể đứng trước động từ, nhớ nhá, không được đứng trước một cái danh từ hay gì cả đâu. Ngoài đứng trước động từ thì cái từ treo treo còn có thể đứng trước danh từ. Ví dụ tạo thành cụm từ là gì ạ? Treo treo khoa. Nó sẽ là gì ạ? Một cái cụm treo treo khoa là một cái cụm đã cố định rồi. Nó là gì ạ? Chuyện thầm kín giữa hai người, tâm sự riêng giữa hai người và không muốn ai biết cả. Đó, treo treo là kiểu nói về tiếng ồn, tiếng động, không muốn ai biết mà. Và cái từ treo thì có thể mang theo treo treo. Thế còn từ an an thì không mang theo cái bộ nhi, không mang theo cái bộ này nhá, bộ nhi cong lưỡi ạ. Rồi, còn từ thâu thâu thì chỉ có thể đứng trước động từ thôi. Như vậy hai cái này giống nhau là đều đứng trước động từ đúng không? Còn từ treo treo thì nó có một số cụm từ cố định, cố định rồi thì các bạn gặp, các bạn nên chép lại là được. Và rất là cảm ơn cái bảng này đã được tổng hợp lại bởi Hán ngữ Trác Việt.